Đó, giờ ngủ đâu, chia nhau đi. Ai ngủ ở đâu ở? Chị không cấm cái thẻ của chị, để không có đây nha chị. À, à. Thanh còn cầm này cái thẻ đúng không? Cảm ơn chị nhiều. Có vấn đề gì chị cứ bấm xuống không gọi tên giúp anh đâu. Ê, cái bịch đồ ăn đâu? Ủa sao chưa có mấy? Bà tưởng, bà tưởng. Ờ. Ví dụ như cho một người đó thì cũng vô đây cũng nháy cho hai người ở giường thì cũng ngon quá trời. Đẹp không? Quá đẹp. Quá đẹp. Giờ ra chắc mà vì ở cái 4 cái phòng thì quá chứ không phòng 4 2 phòng thôi. Ê. Ừ. Đấy, đi biển đó. Ừ, đi biển đó. Ấy cho bà, ấy cho bà Thảo nó coi, nó sợ có view biển. Xong chưa? Trời.